Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Trời ơi, tôi chết rồi. Tôi coi ba cái thứ đồ trị này chết rồi. Cái gì vậy con? Nó hư rồi. Ghê quá à. Cái nè. Cái này hả? Trời ơi. Cái này là tạp chí thời trang mà. Ở tạp chí hả? Chứ không phải bậy bạ hả? Không. Kiếm tiếp. Gì vậy con? Cái gì mềm mềm nè. Mềm dài. Dài dài? Tròn. Nó hư rồi. Lấy dài. Ôi, nó chết như thế. Nó hư rồi. Trời, đàn ông có mấy cái này là bình thường. Có gì hết cô ơi. Vậy hả? Ừ, anh Hoàng á, anh cho con coi nữa mà. Vậy gì hả? Trời ơi trời, bây giờ con nít sao nó dễ sợ quá vậy trời. Thôi tôi nói thiệt nha, gì mà tìm được ra được cái mà cái bằng chứng gì rồi nha, là nó chết với gì. Lúc nào cái miệng nó cũng nói là nó không có bồ, nó không có quen ai hết trơn á trời á. Gì mà kiếm được bằng chứng rồi đó nha, là nó biết tay với gì. Mà nhất là nếu mà nó quen với Thảo Nguyên á, là gì không tha thứ cho nó đâu. Đi kiếm tiếp đi. Có chưa con, lẹ đi con. Trời đất ơi, nó về bây giờ, có chưa? Con. Cái áo. Cái áo. Dạ. Cái áo. Cái áo làm sao? Cái áo đẹp quá. Đẹp quá trời. Trời ơi, má. Xuống đi. Cái gì vậy? Dạ. Nè, hai người vô phòng con lục lọi đồ đạc của con. Mà hỏi ý kiến của con vậy. Má sao vậy má? Nè, nghe má hỏi nè. Mặc dù là con Suri nó nói cho má nghe hết rồi, nhưng mà má muốn từ cái cửa miệng con nói ra cho má nghe. Đây, hình này làm sao? Hả? Tại sao con coi mấy cái hình này? Rồi cái này ở đâu con có? Ai đưa cho con? Nói cho má nghe. Suri. Em nói gì với má anh vậy? Em nói xấu anh đúng không? Không có. Anh Hoàng dạy Suri nói gì á, Suri nói y chang mà. Vậy sao má anh giận vậy? Không có gì đâu. Anh Hoàng cứ qua nói ngọt một xíu là được à. Sao đâu, đi đi. Thiệt không? Thế. Nói ngọt thế. Ừ. Trong nhà này chỉ có mình Suri là dễ thương nhất. Gấp mọi tủ. Má. Thôi. Nói giải thích cho má biết đi. Mấy cái này á là ở trường con có buổi sinh hoạt giới tính á, thì phát cho mỗi người một cái băng gì nè, con đem về thôi. Trời ơi, nó khoác nguyên một cái băng luôn đĩa đó hả? Má, vậy là má yên tâm đi. Con trai của má chưa có người yêu đâu. Biết sao không? Sao? Bởi vì á, con yêu má nhiều vậy thì làm sao có chỗ trống để yêu cô gái khác được. Đúng không má? Sợ. Nói thiệt. Ừ. Có gì là con nói má nghe, chết với má đó. Biết rồi. Con trai cưng của má. Đây. Đồ ăn tới rồi. Nè, con đừng có nói với cô là hai người này là khách đặc biệt hôm nay nha. Dạ, thì á, chị Thảo Nguyên với anh Huy Hoàng là hai người á luôn bên con lúc con về Việt Nam. Hôm nay á, con quyết định là nấu một bữa ăn thịnh soạn như thế này để đãi mọi người. Dạ, đây. Trời ơi, con tự tay con nấu đó hả? Dạ. Giỏi quá con vậy ăn ta. Ăn đi. Ừ. Chị Nguyên nè. Anh Hoàng nè. Ăn đi. Yên rồi. Tâm, đồ của em nấu á toàn là đồ vệ sinh thực phẩm không à. Không chết đầu lo. Ăn được. Đi.
Rồi em sẽ kể cho mọi người nghe một bí mật động trời. Tao không ăn nữa. Định ăn đó. Tao định đổ vô họng tao ăn mà không ăn nữa. Chuyện gì vậy? Cô có nhớ hôm trước con với cô lẻn vào phòng anh Hoàng không? Ừ. Con đã phát hiện ra một tấm hình. Hả? Ảnh á, chụp chung với một người phụ nữ. Mà nha, người phụ nữ đó hả, ảnh còn hôn má nữa đó. Hôn má người phụ nữ đó nữa? Trời đất ơi, tôi không ngờ ông là con người như vậy luôn á. Ai vậy mà con thấy hay không? Nói chung á là hơi lớn tuổi. Trời ơi, còn hơi lớn tuổi nữa. Thôi quá trời ơi, cái gì vậy? Đưa cái tấm hình đó ra đây đi. Trời ơi. Bởi vì tao nói nó nói chuyện động trời là đúng rồi. Là bây giờ mới đi đưa cái tấm hình đó ra đây thì mới biết là ai mới giải quyết được, phải không? Trời ơi, sao vậy? Cái gì vậy? Sao lại anh lại giấu tôi cái gì vậy? Trời ơi, cái gì mà... Trời ơi, ngồi đây đi. Tại sao ông trẻ mà ông lén mà đi lái máy bay bà già? Má ơi khổ mới ghê. Con không có lái máy bay bà già. Ngoài con không có gặp người lớn tuổi đâu. Bây giờ cái tấm hình nó lấy ra đi để coi mà tấm hình nó làm sao. Bây giờ không có đưa tấm hình làm sao mà biết được là ai với ai. Má cơ chứ, lấy tấm hình ra. Quá trời cái chuyện này. Em không nói cỏ, anh hất luôn bàn cơm đi. Đây. Mọi người á, có tin con không? Tin, để bây giờ đưa đây đi, mấy tên đi. Đây. Rồi, đưa đây. Để coi trước mà. Rồi, tao thấy quẹt rồi đó. Má thấy con rồi, cái hình má thấy con còn có cái người phụ nữ già lớn tuổi này nè. Coi coi, cha sữa dữ à. Ủa mà má là con. Gì á? Hình con với má chụp lúc con tốt nghiệp lớp 12 đó. Ủa vậy đâu có gì đâu mà làm hết hồn trời. Trời ơi, tại á con thấy mọi người căng thẳng quá nên á con bày ra như vậy, thả stress thôi. Đâu có gì đâu. Đâu có sợ stress mà này đang stress hơn nữa nè. Không có vui chút nào hết á. Vui trong bữa ăn mà em làm anh gì? Hoàng, em á còn biết một bí mật của anh đó nha. Không chỉ tấm hình này thôi, em còn biết cả người anh thương nữa đó. Cô đó là ai em biết rất là rõ. Mừng quá, bữa nay không có trái sơ ri ở đây. Lên lầu cho chắc. Đi. Xin chào. Sao nó giống ma vậy trời. Thôi hai người nói chuyện đi nha. Chị đi về. Ê, chị Nguyên ngồi đi. Cảnh Hoàng nữa. Bữa nay á em có chuyện muốn nói với hai người. Hai anh chị đẹp đôi lắm. Sorry, em có uống nhầm thuốc không? Sao tự nhiên hôm nay Thùy miệng nết na vậy? Anh nói vậy là làm sao? Anh thấy sai sai nghe. Cùng nhau làm tất cả vì chúng mình và gia đình nhé. Thương Thảo Nguyên. Sorry. Vậy là em biết tất cả rồi hả? Sao trong bữa ăn á em đâu có nói gì với má anh đâu? Anh Hoàng, anh làm như Suri là người nhiều chuyện lắm không bằng á. Em về Việt Nam lần này á là muốn anh phải chịu trách nhiệm với em. Nhưng rất tiếc với anh là em đã có bạn trai mới. Ủa, em có bạn trai mới. Em có bạn trai rồi hả? Trời. Hai người có hạnh phúc không? Anh em chúc mừng nha. Chúc... Em giỡn thôi. Em về Việt Nam lần này á cũng nhờ hai người giúp đỡ rất là nhiều. Đặc biệt là chị Nguyên. Hai chị em mình có cãi nhau nhưng mà chị vẫn rất thương yêu em. Thú thiệt á là em có tình cảm với anh Hoàng, nhưng lý trí đã kịp bách bảo em. Tình yêu của Nguyên Hoàng là Thảo Nguyên. Em mong á là lần về Việt Nam tới hai người phải có một cái kết thật là đẹp. Thiệt không Suri? Em nói thiệt hả? Em là anh chị xúc động quá Suri à. Chưa. Phim hay phải chờ đến hồi kết. 30 chưa phải là kết. Hả? Hả? Hoàng gia, trời là hoàng gia.